Kính xin chào quý cô chú, quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay Kiên đã có mặt tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Hôm nay Kiên sẽ tới đây quay và giới thiệu tới quý cô chú, quý anh chị cùng các nhà đầu tư hai lô đất bên cạnh nhau, hai sổ riêng biệt có tổng diện tích là 520 m² và đã có nhà trên đất và đã được hoàn công trên sổ rồi. Và đây chính là cái đảo của thuộc Đông Hải, và ở đây thì đảo này sẽ là bốn mặt tiền giáp biển nhé. Và từ đây chúng ta có thể di chuyển vào trung tâm thành phố Phan Rang, cách quảng trường là 2 km, bên cạnh đây là cầu An Đông. Và trong tương lai ở trước mặt của chúng ta đây chính là cái cồn, cái đảo sẽ có, ở đây có villa, biệt thự và bến du thuyền. Và cách cái vị trí này là cái có rất là nhiều các cái dự án sẽ được triển khai ở đây, và có cái sân golf 18 lỗ. Và bây giờ Kiên sẽ quay lại màn hình để giới thiệu tới quý cô chú và quý anh chị. Bây giờ chúng ta cùng vô tham quan nhé. Xin mời quý cô chú và quý anh chị ạ. Xin chào quý cô chú và quý anh chị ạ. Đây là con đường trước có căn nhà nhé. Con đường này hiện trạng đang rộng từ 4,5 m cho tới 5 m. Và chúng ta có thể là di chuyển lại trung tâm thành phố của Phan Rang là khoảng cỡ là 2 km thôi. Trước mặt của căn nhà lô đất, đây chính là sông Dinh nha. Đấy, đây là sông Dinh, đây là nước mặn và nối với biển luôn. Và bên kia chính là phường Phú Thọ và cũng là thuộc đất đô thị luôn. Và ở đây thì có cái cồn, có cái đảo nhỏ ở đây, và trong tương lai thì khu vực này sẽ có villa, biệt thự và khu du lịch sinh thái và bến du thuyền. Đấy, trước mặt của chúng ta đây chính là cây cầu An Đông. Đây là cây cầu rất là nổi tiếng và đẹp và nối hai bờ với nhau. Đấy, và trong tương lai thì phía bên cây cầu An Đông ở đó thì có rất là nhiều các phân khu, và ở đó thì có cái sân golf 18 lỗ. Đấy, các anh chị có thể nhìn thấy rõ như thế này. Và ở đây thì chính là cái đảo này. Cái đường này là hiện trạng đang rộng 4,5 m và ô tô có thể di chuyển tới nơi. Và trong tương lai thì chính là cái vị trí của cái sông Dinh này thì sẽ được mở rộng ra thành con đường 13 m nhé. Đấy, và đây là cái mũi của đảo. Đảo này thì bốn mặt giáp biển luôn. Ở đây thì các anh chị có thể thấy này, đây là những con tàu này, những con thuyền. Đây là cái điểm đặc trưng văn hóa vùng miền. Và sau này khu vực này thì những con tàu này thì sẽ không còn được neo đậu ở đây nữa, và sẽ chuyển sang khu vực của bên bên phường Phú Thọ bên kia. Đấy, và đây, đây là chính là hai lô đất. Đấy, hai lô đất ở đây nhá. Thì các anh chị có thể thấy này, hai lô đất này là sổ riêng từng lô, thì Kiên cũng sẽ là giới thiệu chi tiết để cho các anh chị được rõ hơn. Và những ai đang xem được video này thì hãy cho Kiên xin một like ạ, để cho thuật toán của YouTube thấy rằng video này có ích cho cộng đồng. Cảm ơn quý anh chị và quý nhà đầu tư rất là nhiều. Và hãy đăng ký kênh của Kiên để khi Kiên phát video mới thì các anh chị sẽ là những người đầu tiên nhận được video sớm nhất của Kiên nha. Cái vị trí chấm xanh này là vị trí của lô đất và căn nhà. Đây là chính là cái đầu của cái đảo. Đây là thuộc phường Đông Hải, thành phố Phan Rang. Thì các anh chị có thể thấy này, cái đảo này là bốn mặt giáp biển luôn. Ở đây trước mặt chúng ta đây cũng là biển, là sông Dinh luôn. Đây là nước mặn nha quý anh chị. Và đối diện ở cái căn nhà của chúng ta, đây là cái đảo nhỏ. Đảo nhỏ này sau này sẽ làm khu du lịch sinh thái. Ở đây thì có biệt thự, có khu vui chơi, và ở đây có bến du thuyền. Và bên cạnh đây thì có cầu An Đông. Và đối diện với con sông ở đây chính là phường Phú Thọ. Phường Phú Thọ thì sau này sẽ trở thành khu đô thị và cũng là khu nhiều phân khu và khu thương mại dịch vụ. Và ở đây thì bên cạnh cầu An Đông ở đây thì cũng sẽ có cái sân golf 18 lỗ. Thì từ cái vị trí này thì các anh chị có thể thấy này, ngay tại mặt đảo, ngay tại mặt biển luôn, và trong lòng của thành phố Phan Rang. Và từ đây chúng ta có thể di chuyển lại trung tâm thành phố Phan Rang. Chúng ta có thể di chuyển lại quảng trường khoảng cỡ là tầm 2 đến 2,5 km thôi. Vì ở đây thì các anh chị có thể thấy đi tới công viên Bình Sơn thì khoảng cỡ là 1,5 km. Và ra tới sân bay quốc tế Cam Ranh thì các anh chị có thể thấy là khoảng cỡ là 70 km nha. Đây là cái bản check quy hoạch của khu vực. Ở đây là đất ở ổn định, đây là đất đô thị. Đấy, đây là hai lô đất cạnh nhau nhé. Và bây giờ Kiên sẽ trình chiếu để cho quý anh chị có thể nhìn được rõ hơn này. Đây, cái lô đất ở đây, lô đất này là có căn nhà này. Đấy, lô đất này là có diện tích là 214 m². Thì bề ngang ở đây cái này là 6,5 m². Đấy, thì với cái bề ngang này thì là 34 m. Và cái lô bên cạnh ở đây
Thì các anh chị có thể thấy này, đây hình thù đây. Đấy, cái phần sau này thì chúng nhà bán cho nó thẳng đi, cho nó đẹp cả của bên mình và bên hàng xóm luôn. Thì cái phần này là 120 mét nha, 120 mét vuông. Thì ở đây sẽ còn lại cái lô này thì sẽ còn diện tích là 309 mét vuông. Cái lô đất tổng ban đầu thì là 429. À, lô đất này là 429 mét vuông thì còn lại là 309 mét. Thì bây giờ chúng ta đi chi tiết này. Sau này thì cái khu vực này này. Đấy, thì cái khu vực phía trước ngay chỗ đầu cầu thì khu vực đó là khu vực như là một cái vòng xoay khu đất công cộng, và đến một lô đất thì sẽ đến hai lô đất này nha. Đấy. Thì các anh chị có thể thấy đây là khu vực đất ở đô thị. Đấy, đây là đất ở đô thị, đất thành phố luôn. Lô đất này thì có diện tích là 210 mét vuông, đã có căn nhà cấp 4 rồi, đã được hoàn công trên sổ rồi nha. Và ở đây thì có được là 50 mét vuông là đất thổ cư. Và khu vực này thì các anh chị có thể là lên thổ cư được liền, có thể đăng ký được luôn. Lô đất này khá là vuông vức luôn. Đấy, cái lô này là lô vuông vức và rất là đẹp, và có căn nhà cấp 4 đã được hoàn công, nhà chắc chắn. Và ở phía trước thì có cái mái tôn. Đấy, cái mái tôn này. À, buổi chiều ở đây thì chúng ta thấy là ở đây gió từ biển lên, từ sông lên, rất là mát mẻ luôn. Đấy, những cái căn nhà như thế này ngay tại thành phố, cách trung tâm chỉ có hơn 1 km đến 2 km thôi. Để cho các anh chị có thể biết này. Đấy, căn nhà này thì rộng rãi thoáng mát. Đấy, đây là cái phòng khách nhé, phòng khách này. Ở đây thì bán đất tặng nhà, các anh chị có thể là về đây sinh sống nghỉ dưỡng. Thì căn nhà này có hai phòng ngủ và có cái hành lang rộng và bếp phía dưới. Ở phía sau thì cũng là một cái nhà, cái mái tôn lợp pro xi măng. Còn bên cạnh thì là lô đất trống. Các anh chị thấy đứng ở tại vị trí này là gió đông đưa cây, rất là mát nha. Đấy, vị trí mặt sông mặt biển như thế này. Đấy, những vị trí này ở đây cũng rất là khan hiếm luôn. Đứng ở đây nhìn ra cầu An Đông, nhìn thấy đảo, nhìn phường Phú Thọ. Sau này khu vực bên phường Phú Thọ thì có rất là nhiều các cái dự án được triển khai và các phân khu luôn. Đấy, khu vực này thì là đất ở lâu dài, đất ở độ ổn định, thuộc phường Đông Hải. Thì Kiên sẽ phân tích cái này cho các anh chị biết này. Đấy, cái mặt trước ở đây lê ra như thế này. Thì tổng chiều dài của hai lô thì là 16 mét rưỡi nha. Đấy, gần 17 mét. Và lô đất này thì chủ cũng bán đi một phần phía sau. Đấy, một phần phía sau để cho lô đất thẳng hơn, nhà bên cạnh cũng sẽ đẹp hơn. Và phía sau này thì cũng có một cái con đường. À, con đường đi phía sau. Đấy, cái phần này này, phần nhô ra ở đây. Đấy, thì chủ nhà cũng đã cắt cái phần này đi để cho đẹp cả lô đất của mình và đẹp cả lô đất của hàng xóm luôn. Đấy, thì sau này cái lô đất này sẽ thẳng như thế này. Và cái đầu trên thì loe ra một chút thì chúng ta cũng có thể là cắt cái phần loe đấy đi, để mà chúng ta làm cái hồ cá, hoặc là làm cái nơi trồng hoa trồng bông cho lô đất nó thẳng hơn. Đấy, hai lô đất thì khá là vuông vức luôn. Khi chúng ta cắt cái phần cho nhà bên kia thì lô bên này thì có diện tích là 429 mét vuông và cắt đi một phần là 120 mét vuông ở phần lồi ra kia, thì lô đất này sẽ còn là 309 mét. Đấy, ở đây thì chủ nhà sẽ hỗ trợ khách mua, thì sẽ lên tất cả đất đô thị luôn, đất xây dựng luôn. Và khu vực này cái bảng giá thì chỉ có 600 ngàn một mét vuông khi lên thổ cư và lên đất đô thị thôi nhá.
Đấy, cái lô đất trống này thì đang có là 72,4 mét vuông là đất xây dựng rồi. Về đây chúng ta có thể là xây dựng được liền. Nếu muốn thì chúng ta có thể là đăng ký và lên tiếp đất xây dựng. Và cái điểm đặc biệt ở đây thì sau này con đường này mới rộng thành con đường 13 mét và không có lấy đất của dân và chỉ là lấy đất của bên sông Dinh thôi. Đấy là cái bờ kè này. Và đến tháng 1 năm 2025 thì con đường này sẽ được triển khai. Khi đó là con đường 13 mét chạy vòng quanh đảo luôn. Đấy. Ở đây đất ở đô thị. Xây dựng khu vực này cũng khá là dễ dàng. Chính quyền địa phương cũng đang rất là mong muốn nhà đầu tư cũng như người dân di chuyển về đây sinh sống. Và Kiên cũng sẽ phân tích tại sao lại đất ở Ninh Thuận là còn dễ. Đấy. Khu vực qua cầu An Đông ở kia thì chạy khoảng cỡ là 10 km nữa thì sẽ có cái khu vực mà quy hoạch nhà máy điện hạt nhân. Đấy. Vì lẽ đó cho nên là Ninh Thuận không thể phát triển về du lịch, cũng không phát triển về công nghiệp, cũng như là các nhà đầu tư không muốn tới đây để đầu tư. Cho nên là Ninh Thuận không phát triển về kinh tế. Và vừa qua tháng 7 năm 2023 thì Thủ tướng đã ký. Và từ nay là Ninh Thuận không còn nhà máy điện hạt nhân, cũng không còn quy hoạch nữa. Thì các nhà đầu tư cũng đã chú ý đến Ninh Thuận và khu vực này. Thì rất là nhiều tiềm năng, như là đã được quy hoạch 4 khu công nghiệp lớn 300 hectare là khu công nghiệp Cà Ná cũng sắp được triển khai rồi. Và cảng nước sâu cũng là đang trong quá trình hoàn thiện, đã làm xong giai đoạn 1 và chuyển sang giai đoạn 2. Và ở đây chuẩn bị cũng có được cái sân bay quốc tế của Ninh Thuận, cách vị trí này khoảng cỡ là 6 km, cực kỳ tiện lợi luôn nhé. Đấy, con đường này sau này là con đường 13 mét và đến ngày 30 tháng 4 này thì đường cao tốc Bắc Nam sẽ được thông tuyến, thì sẽ kết nối Ninh Thuận với các tỉnh. Từ đây di chuyển vào Sài Gòn cũng chỉ là chưa tới 3 km thôi. Và khu vực này thì có rất là nhiều tiềm năng, như là cái điện hạt điện gió kia, đấy, cái cánh quạt gió, cái view rất là đẹp, vừa là cung cấp điện cho Ninh Thuận, vừa là ở đây thì có thể làm du lịch được. Và trong tương lai khu vực này, cái đảo này cũng chính là khu vực khu đô thị sinh thái. Và ở đây thì có villa, biệt thự, và ở đây có bến du thuyền và có sân golf. Và ở đây nữa thì đến 30 tháng 4 này thì sẽ công bố quy hoạch chi tiết của Ninh Thuận. Và ở đây thì sẽ công bố các nhà đầu tư lớn về đây đầu tư. Đấy, với những cái tiềm năng đó thì Ninh Thuận hứa hẹn sẽ trở thành khu vực phát triển mạnh mẽ về du lịch cũng như là phát triển về kinh tế. Vừa rồi thì Kiên cũng đã quay và giới thiệu tới quý cô chú và quý anh chị hai lô đất có tổng diện tích là 520 m², đã có hai sổ riêng biệt. Lô có căn nhà thì có là 50 m thổ cư, và lô trống ở đây thì đã có 72,4 m thổ cư. Và khu vực này thì chủ có thể cam kết lên thổ cư cho quý anh chị là chỉ có 600.000 một mét vuông. Đây là cái khung lên đất đô thị rất là dễ dàng. Vừa rồi thì Kiên cũng đã quay và giới thiệu tới quý cô chú, quý anh chị cùng các nhà đầu tư hai lô đất bên cạnh nhau có tổng diện tích là 520 m², là hai lô là hai sổ khác nhau và có hướng là hướng Tây Nam. Hai lô này thì bây giờ có thể là lên full đất ở đô thị được luôn. Bảng giá bây giờ là 600.000 trên 1 m². Đấy, lô đất này thì bây giờ thì chúng ta có thể xây dựng được liền nhá, nằm tại phường Đông Hải luôn. Và trước mặt ở đây chính là con sông, đây là sông Dinh, đây là nước mặn nối với biển. Và ở đây thì trước mặt chúng ta là cầu An Đông và đảo. Và từ đây chúng ta có thể di chuyển lại trung tâm của Phan Rang đến quảng trường là khoảng cỡ là 2 km thôi. Đấy. Và sau này con đường 4,5 m này sẽ được mở rộng thành con đường 13 mét hướng về xung quanh đảo và di chuyển quanh đảo luôn. Và lô đất này hiện tại chủ nhà đang giao bán với giá là chỉ có 11 triệu trên 1 m². Nếu quý cô chú, quý anh chị và các nhà đầu tư có quan tâm
thì hãy liên hệ ngay tới Kiên để Kiên hỗ trợ quý cô chú và quý anh chị. Cảm ơn quý cô chú và quý anh chị đã bớt chút thời gian theo dõi video này của Kiên đấy ạ. Thân ái xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú và quý anh chị vào những video tiếp theo ạ.